Đêm nay, chúng ta tiếp tục hành trình tìm kiếm những tài năng mới của Làng Hài Việt. Với nhiều câu chuyện, những lát cắt của cuộc sống sẽ được các thí sinh thể hiện với những góc nhìn hài hước, mang lại nhiều tiếng cười cho chúng ta. Ngôn cái lòng chim đẹp, thiệt là đẹp. Tô son chát phán tịch thủy, ngồi ta vụ về chẳng đóng cửa lòng lại. Ghim ổ khóa lại, nuốt luôn ổ khóa. Ở thẳng ra biển, không xanh. Buông tôi ra, buông tôi ra. Cái gì vậy, cái gì vậy? Ông Dục, cái gì vậy? Buông bỏ. Đó là cái cách đó mà tôi buông bỏ mối tình đầu của tôi đó bà. Ấy da. Bên cạnh đó, đồng hành cùng chương trình là ba giám khảo: nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ Kiều Anh, diễn viên Võ Tấn Phát. Đó, diễn hài của các bạn rất là thông minh, xem nó bị cuốn lắm. Cái diễn xuất các thứ mình còn hơi bị vội vàng. Tôi thích cái tiểu phẩm này. Wow. Mà chưa làm. Thí sinh nào sẽ chinh phục ban giám khảo và giành chiến thắng nhất tuần? Ngay bây giờ, chúng ta cùng chào đón người dẫn chương trình Bé Năm Niềm Nở, Khả Như. Quý vị thân mến, tôi là Khả Như, chào mừng mọi người đến với Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm. Quý vị thân mến, Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm là một chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào ngày hôm sau vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm là một sân chơi chuyên nghiệp dành cho mọi đối tượng, ai cũng có thể tham gia mang lại tiếng cười cho quý vị khán giả. Giới thiệu với bà con luôn, ở đây là bà con xóm trên. Và đây là bà con xóm dưới. Dạ, em khoe với mọi người luôn, em là bé Năm Niềm Nở và Năm không đứng một mình. Bên cạnh Năm còn có bác Ba Phi và chị Tư Tiếu. Và em xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Trung Dân và nghệ sĩ Kiều Oanh. Wow, kiểu như ca sĩ mới bước ra gì đó. Ai ca sĩ? Chú luôn. Không phải ca sĩ. Ca sĩ Miệt Dương. Ủa, vậy là gì chú? Kịch sĩ. Wow, kịch sĩ ạ. Dạ. Còn đây? Còn đây không phải là kịch sĩ, nói chính xác là quái kiệt. Trời ơi. Cái gì cô ấy làm cũng được. Dạ, thì đó. Bi hài. Con cái làm cũng được. Cái gì vậy chú? Bí mật không nói. Lo. Lo. Không biết cái gì. Bao nhiêu chục năm sinh sống tôi đã không làm được cái gì. Mà không biết cái bậc mi nó có đúng không. Nhưng hôm nay có người bảo vệ chị. Ai? Một đừng nói Bạch Mã Hoàng Tử nữa nha. Ôi con hết kiểu. Dạ, Nam Thần Võ Tấn Phát ạ. Trời đất ơi. Trời ơi, thương quá. Nam Thần tới đây bằng gì vậy Nam Thần? Dạ đi vẫn đi bằng xe hăng cải thôi. À đi dạ, bình thường đi đây. Đi bình thường tại thôi. Tại vì chuyến trước mua vé máy bay còn thiếu nợ. Dạ xin phép gửi lời chào đến nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ Kiều Oanh và nữ diễn viên xinh đẹp Khả Ái, Khả Như. Và toàn thể quý vị khán giả của chương trình Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long, là khán giả quê nhà của em. Thật sự là khoe với mọi người luôn là đài truyền hình Vĩnh Long vẫn luôn là trong tim của tất cả các nghệ sĩ đang có mặt ở đây. Bởi vì bà con Vĩnh Long, không chỉ bà con Vĩnh Long đâu, mà bà con miền Tây á xem đài Vĩnh Long rất là nhiều. Nên á hả, các nhà sản xuất luôn luôn là làm ra rất là nhiều chương trình để mà phục vụ bà con, và đặc biệt là có chương trình Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm nha bà con. Dạ. Dạ, rồi bây giờ mình cần chờ gì nữa, mình ổn định chỗ ngồi, mình chờ thí sinh tới nha. Dạ, bây được giờ về à. Trước mặt chúng ta là ba cái ghế để dành cho Nam Thần. Nam Thần Vĩnh Long dạ. Luật thi vòng 1. Với vòng đầu tiên trong thời gian 1 phút 30 giây, thí sinh trình bày tiết mục của mình. Hết thời gian, thí sinh được 3 tim đỏ vào thẳng vòng 2. Chỉ có 3 suất vào vòng 2. Mỗi thí sinh vào vòng 2 sẽ được 1 triệu đồng. Thí sinh nào có 3 tim đỏ từ ban giám khảo sẽ vào thẳng vòng 2. Nếu có 2 tim đỏ thì sẽ vào danh sách chờ. Thí sinh bị từ 2 giám khảo trở lên bấm chuông dừng lại hoặc chỉ có 1 tim thì bị loại. Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với vòng 1.
thí sinh Kim Trường với thử thách 1 phút 30 giây bắt đầu. Ủa sao quả không bay mà quả đi ngựa vậy? Ây da, trời ơi, ta mới nằm bệnh viện thú y ra, bay lấy gì nổi mà bay. Trời ơi sao vậy? Em kể cả nhà nghe, em 2 tháng trước em đứng giữa xa lộ, em múa, em nhảy, em quay clip để đăng lên mạng câu view. Em đăng vừa nhảy, xe làm cái rét, rét. Em kẹt 2 tháng trong bệnh viện. Trời ơi, vừa bị thương, mất luôn cái đuôi con quả rồi. Trời ơi, nè, ăn khế vô, trả dạng ta. Ăn, thôi. Khế của nhà mi vừa chua, ta ăn riết mà ta trào ngược dạ dày thực quản, xuất huyết bao tử. Bác sĩ cấm ăn chua rồi. Yên tâm đi, khế mùa này ngọt lắm. Thôi, ta đang sợ ngọt, ta bị tiểu đường. Trời ơi trời, thương ghê không? Cái mặt nó non ơ như vậy nè, mà nó bệnh miết à trời. Đó là hậu quả của lối sống thiếu vận động. Mấy bạn trẻ ơi, nhớ tập thể dục mỗi ngày nha. Ý à, cái này được nè. Đừng có ăn. Ngon. Đi đừng có ăn, bị mất mạng đó. Làm gì mất mạng? Ê, đừng nói là ông định đem ta nướng chui nha. Ta ngâm quá chắc á. Ông ngâm quá chắc là cái gì? Ta ngâm quá chắc bao mau chín bán mới có lời. Trời, con người hại nhau, con quả phải chịu đớn đây. Dạ cảm ơn phần trợ diễn của bạn Hồng Quân ạ. Cảm ơn em. Như vậy là bạn đã hoàn thành thử thách của mình. Em xin mời ý kiến đến từ ban giám khảo ạ. Tôi thích cái tiểu phẩm này. Nó là một cái câu chuyện dân gian, nhưng mà khi các bạn biến tấu nó ra, nó có một chút ngụ ngôn ở trong đó. Nó rất là lạ. Tiếu Lâm là phải như thế. Cảm ơn. Dạ, vậy thì bây giờ mình sẽ thả tim ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Wow, tim đỏ. Vẫn muốn thấy bạn phát huy hơn nữa những vòng sau, tại vì nhìn bạn rất là có lực diễn và tiết tấu, một liều thuốc trợ tim. Yeah. Chúc mừng bạn Kim Trường. Còn cái trái tim này là tôi phải giữ lại. Dạ. Chúc mừng bạn Kim Trường đã vào vòng chờ nha. Cảm ơn bạn. Chị Như ơi, chị thấy sao? Chị thấy vui lắm á em. Dạ. Còn em thấy sao? Dạ em thấy chật. Dạ em thấy chật. 1 phút 30 giây dành cho hai bạn bắt đầu. Bà, tôi nhớ tới cái chuyện của tôi hồi còn trẻ. Lúc tôi chưa có gia đình mà bây giờ tôi kể chuyện đó ha. Bà phải minh họa nghe. Tôi phải minh họa nữa hả? Bà minh họa mà bà làm ẻm, tôi làm tôi. Hồi đó đó, tôi gặp ẻm ở trong vũ trường. Trời ơi, nói trong vũ trường là phải đứng lên nhảy nè. Ẻm ngồi yên một chỗ à. Rồi á, tôi mới lại mời ẻm đứng lên. Trời ơi, đứng lên là nhảy nè. Ẻm không đồng ý. Ẻm mắc cỡ. Không có lên đâu, mắc cỡ lắm. Tôi năn nỉ một hồi lâu á, ẻm mới chịu đứng lên. Thầy đứng lên là chắc chắn phải nhảy nè. Tụi bà mắc nhảy lắm hả? Rồi từ từ nè, tôi mới dẫn ẻm ra sàn nhảy. Ẻm nhảy rồi đó. Nhảy chưa? Nhảy. Mẹ heo của anh. Mẹ ba. Đến đây với anh. Có vụ mẹ heo của anh, đến đây. Con ghe đi, ông làm vậy tôi mắc cỡ lắm á. Rồi. Và từ đó ổng và em đến bên nhau hạnh phúc và có một mặt con. Tôi nói vậy có đúng không ông? Buông tôi ra, buông tôi ra. Cái gì vậy, cái gì vậy? Ông dục cái gì vậy? Đó là cái cách đó mà tôi buông bỏ mối tình đầu của tôi đó bà. Ây da. Để đến với bà. Ây da. Quốc Việt và Phương Trinh đã hoàn thành 1 phút 30 giây của mình ạ. Không biết ban giám khảo thấy sao? Chưa gì hết rồi, các bạn rất là thông minh. Lúc mà chị Khả Như ngồi trên ghế đó là các bạn đã coi như là cơm thêm cho tụi tôi một cái tiểu phẩm nhỏ, một miếng nhỏ vậy thôi. Nhưng mà làm gì để nó gieo cho quý vị khán giả. Cái sự không ưa của em đối với Khả Như mà lấy cảm tình với chúng tôi. Để gieo cho mọi người cảm thấy là a, hai bạn này có màu sắc và có cái để coi đây. Hy vọng là ở vòng sau các bạn sẽ bùng nổ hơn nữa. Chúc mừng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thả tim ạ. 3, 2, 1. Ta-da. Ba tim. Trời.
Việt Trinh à. Việt Trinh. Yeah. Lớp nữa. Đưa nữa. Đưa nữa. Dạ nói gì nữa, chúc mừng hai bạn đã vào vòng 2 của chương trình. Quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo. Dạ, kính thưa giám khảo, dạ kính thưa tất cả quý vị. Em tên là Trần Minh Thúy Nhã. Năm nay em 45 tuổi. Và ngay bây giờ sẽ là phần thi của Thúy Nhã. 1 phút 30 giây bắt đầu. Quê, đi đâu đó? Về nhà, sao về? Chưa thi hài mà không có miếng thì ở lại làm gì? Tôi hỏi câu được không? Hỏi đi. Có thích chị Kiều Anh không? Không. Sao vậy? Cổ đẹp gái dễ thương mà. Thì tại chị đẹp quá, chị đẹp hơn tôi cho nên tôi không thích. Vậy con chú Trung Dân? Không thích luôn. Sao vậy? Chú lịch sự đẹp trai mà. Thì lịch sự đẹp trai, nhưng mà khó quá, tôi sợ. Vậy còn người thứ ba? Người thứ ba trước khi thi đâu biết ai đâu, cho nên chưa kịp thích luôn. Là sao vậy? Là sao vậy? Thì làm vậy đó chứ sao. Giờ mẹ có muốn đi thi không? Thì muốn nhưng mà đâu có biết làm gì đâu. Làm cho con nè. Nhìn anh thì mến thì trời ơi trái tim của em bây giờ thì quá sốc gì. Rồi nhảy đi. Nhảy giống vậy hả? Đúng rồi. 2, 3. Nhìn anh em sốc thiệt. Em sốc, em sốc. Rồi vậy hiểu luôn. Bây giờ là đúng rồi. Với lại chưa gì hết hả? Mẹ không thích người này, rồi mẹ không thích người kia. Rồi ai chấm cho mẹ đâu? Thôi mẹ, thôi giờ mình về nhà mình học lại ha. Rồi năm sau mình thi lại ha. Rồi. Dễ thương quá à. Dễ thương. Đây là con gái của chị hả? Dạ. Bé tên gì, giới thiệu đi con. Dạ, con tên là Lương Giang Ngân. Năm nay con 14 tuổi. À, dễ thương quá à. Tiết mục của hai mẹ con dễ thương lắm. Nói nhẹ nhàng diễn mà như không diễn. Có cho điểm luôn không ạ, anh? Dạ, xin mời thả tim ạ. Thả tim đi. Quyết định đến từ ban giám khảo. Dạ. Và dễ thương quá. Chúc mừng con nha. Rồi vô trong chuẩn bị lẹ làng vô cho tôi. Chúc mừng hai mẹ con vô vòng 2. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo. Chào em. Rồi gửi lời chào đến mọi người nha. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho em xin phép được chào ba vị ban giám khảo, chị Khả Như cùng với toàn thể khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Huệ, hiện tại em đang là sinh viên chuyên ngành kế toán ạ. Vậy em đăng ký tham gia chương trình này vì đam mê hay sao? Dạ, tại bình thường ở nhà em cũng hay pha trò cho mọi người cười nên là em muốn lên đây để gọi là thử thách bản thân. Huệ ơi, bình thường mình có chơi môn thể thao nào không? Dạ, có đánh cầu lông á anh. Tại vì thấy cách Huệ bước ra sân khấu á, thân thủ rất là nhanh nhẹn luôn. Thì nghĩ là chắc là cũng có chơi võ ở nhà là thể thao nữa. Với lại ở nhà pha trò. Phát gặp phụ nữ á, mấy bạn gái là nó hay vô duyên lắm. Trời, con nghe thành vô duyên. Kim Huệ đã sẵn sàng rồi. Vậy thì 1 phút 30 giây bắt đầu. Ủa anh Cường, ủa em nghe nói tới đám cưới anh rồi mà sao nhìn anh buồn quá vậy? Thì đúng rồi, đám cưới mà nhà gái cứ đòi này đòi kia. Đòi này đòi kia là đòi gì? Thì MC, ca sĩ đâu đó. Thì anh muốn đi. Anh không có tiền. Trời ơi, tội nghiệp không? Đám cưới mà không có tiền. Thôi sao không nói em làm MC giùm cho em không có lấy tiền. Được không? Sao không? Làm ăn xem. Dạ, hôm nay gia đình chúng tôi vô cùng xúc động báo tin vui. Cảm ơn quan viên hai họ đã không quản ngại đường xá xa xôi, chèo ghe, chống gậy, lững thững, lỡ thở đưa tiền nữa đến đây. Trong lúc xui gia hai bên đang có gì bối rối, mong quý vị hãy lượng tình mà bỏ về. Cái gì? Lượng tình mà bỏ qua. Lượng tình mà bỏ qua. Chú lễ tên gì?
Văn Hội. Cô dâu tên gì? Kim Kê. Văn Hội Kim Kê. Đầu làng có chị tên gà, gặp anh Văn Hội là xà vào ngay. Chúc cho anh lợn chị gà sống chung một nhà nhưng không bao giờ cãi vã. Sống chung một nhà cũng giống như sống chung một chuồng vậy đó. Rồi. Rồi động vật ở đâu ra? Trời, em xin lỗi nha, tại em bị liệu á. Nhưng mà tại em thích làm MC quá anh. Em làm MC, em phải đi học chứ. Ủa vậy hả? Em làm MC rồi phải đi học hả? Dạ, cảm ơn phần trợ diễn của bạn Quốc Cường ạ. À, cảm ơn bạn. Xin mời ý kiến đến từ ban giám khảo. À, sẵn cái tiểu phẩm của bạn có một câu là làm MC là phải đi học, nghề gì chúng ta cũng phải học. Coi những người đi trước là những bậc tiên bối, nhìn cái đó để định hướng và phát triển nghề nghiệp. Riêng cái phần tiểu phẩm của bạn, bạn rất duyên dáng. Nhưng có một cái tôi tiếc là những cái mảng miếng hài của bạn nó cũ quá. Nhưng nó vẫn nằm trong cái tiêu chí tuyệt kỹ Tiêu Lâm. Rõ ràng là những cái mảng miếng rất là cũ, nhưng mà em cũng chịu sắp văn, chịu tìm tòi những cái văn rất là mới. Và nói cũng rất là nhanh và rất là lưu loát, tiếng Việt có sáng tạo và có tập dượt và có chuẩn bị rất là kỹ. Bởi vì mình phải chỉnh chu vào một cái chương trình lớn mà. Em biết không, chị không có nói nhiều đâu, chị chỉ nói nhiều đó thôi. Bây giờ chị mệt rồi, chị thả tim chứ chị mệt. Phát ơi, nãy mình có gieo duyên rồi, giờ mình sao? Mình gặt đi em. Đó là những cái mảng miếng của bạn có không? Có, nhiều là đằng khác, nhưng mà nó chưa có nhấn nhá và bạn bị nhớ bài. Bạn diễn chưa cần tương tác với mình là bạn đã qua một cái miếng tiếp theo, thì vô tình nó làm lua và nó rớt cái miếng của mình, nó rất là tiếc. Hy vọng là nếu như có cơ hội vào vòng trong thì bạn sẽ điềm tĩnh lại và làm cho miếng nào ra miếng đó nó chắc hơn. Phát xin phép không tặng tim ở vòng này. Trời ơi, sao kỳ vậy trời. Trời ơi, võ tấn Phát. Không phải, nhưng mà muốn thấy bạn là bùng nổ hơn. Nhưng mà muốn bùng nổ thì phải cho người ta cơ hội vô vòng chờ. Vẫn còn cơ hội, hai người đó tôi đưa. Trời ơi, nói gì nữa. Chúc mừng bạn có vào vòng chờ nha. Cảm ơn Kim Huệ. Yeah. Quý vị thân mến, hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép con xin được chào chú Trung Dân. Con chào cô Kiều Anh, con chào chú Tấn Phát và chú Tấn Phát. Dạ, anh Tấn Phát. Anh chào dạ. Em. Cùng toàn thể mọi người khán giả ở đây và chị Khả Như xinh đẹp. Dạ, em tự giới thiệu em tên là Bảo Cường. Năm nay em 19 tuổi ạ, em đến từ Đồng Tháp. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng ạ. Ngay bây giờ 1 phút 30 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Cướp đây, đưa tiền. Cướp hả? Ừ, cướp đi. Ủa gì ạ? Tôi không sợ. Sao không sợ? Tôi cũng không còn muốn sống nữa. Mắc gì không sống? Mắc nợ. Trời, mắc cái gì thấy ghê vậy? Tao ăn cướp tao còn chưa mắc nợ nữa. Ôi, mà mắc nợ nhiêu? 3 tỷ. Trời ơi, 3 tỷ. Bạn bè tôi xa lánh với tôi vì tôi thiếu nợ 3 tỷ. Chưa hết, người yêu tôi còn chia tay tôi nữa. Hả? Gia đình tôi không chấp nhận được việc tôi thiếu nợ 3 tỷ. Ừ, anh là cướp hả? Anh giải thoát cho tôi đi. Chị, bình tĩnh. Em ăn cướp, em lấy tiền chứ em không có lấy chị. Dạ. Em cầm dao cho đẹp thôi chứ không có dám làm gì hết trơn. Dạ, dạ. Vậy cũng cầm nữa. Dạ, cầm cho người ta biết mình ăn cướp. Nói thiệt với chị luôn, thật ra em làm diễn viên mà em thất nghiệp quá, bây giờ em ra em làm ăn cướp. Thiệt không? Thiệt, chị không tin, vậy em diễn cho chị coi nè. Bây giờ chị làm ăn cướp đi, em đóng vai người bị cướp, diễn tâm lý người bị cướp chị coi, hay dữ lắm. Cướp đây. Làm gì cưng? Diễn bằng con mắt đó chị, giờ điện ảnh ta diễn bằng con mắt không à. À dạ. Còn sân khấu? Sân khấu thì nó cường điệu hơn. À, cường điệu. Dạ. À, cướp đi. Vậy đó chị. À, vậy hả? Em bắt chước cô Kiều Anh. Chị biết rồi nè. Chị nói chị nha. Dạ. Cướp đi. Tiền rồi chị ơi, tiền rồi chị ơi. Dạ. Mà được đó chị, diễn như vậy là hay đó. Bảo Cường đã hoàn thành 1 phút 30 giây của mình. Cảm ơn bạn Hân đã hỗ trợ nha. Cảm ơn bạn. Dạ, mời bác Ba Phi. Cái tiểu phẩm cũng ngắn gọn, tôi thấy có tiếng cười, tôi chấp nhận. Dạ, trời dễ thương dữ vậy ta. Chấp nhận cầm tim luôn. Có một tim mà tôi muốn hai người thì cầm luôn rồi đưa lên 3 cái lượt được không? 3 tim.
Chúc mừng bạn đã vào vòng 2. Quý vị thân mến, và một điều đặc biệt ở vòng 1 đó là chúng tôi đã chọn được 3 thí sinh để vào vòng 2. Có nghĩa là thí sinh ở vòng chờ chính thức bị loại. Xin tạm biệt các bạn không may mắn nha. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với vòng 2 của Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm. Luật thi vòng 2. Tại vòng này, mỗi thí sinh có 2 phút thể hiện tài năng của mình. Thí sinh nào giành nhiều tim hơn từ ban giám khảo sẽ giành chiến thắng. Và mỗi thí sinh sẽ nhận được 1 triệu đồng. Sau vòng này, chỉ 2 thí sinh được đi tiếp. Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với vòng 2 của Tuyệt Kỹ Tứ Lâm. Và bây giờ hãy chào đón sự vượt qua thử thách của bạn Thúy Nhã. Xin mời. Dạ, lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Dạ, em chào quý anh, quý chị, em chào từ thành thị cho tới nông thôn, từ tâm hồn miền Tây tới thủ đô Hà Nội. Dạ, mọi người đừng vội, em sẽ chào rõ ràng. Nếu mà mình sổ sàng, người ta nói mình nịnh mà muốn chào cho xịn thì phải chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Dạ, chào anh Trung Dân đẹp trai, chị Kiều Anh đẹp gái. Dạ, chào anh Tấn Phát dễ thương. Dạ, chào MC dễ mến. Dạ, một lần nữa em xin gửi lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất với tất cả quý vị. Trước khi em mở màn cái phần thi của em thì muốn cho nó sung, em xin gửi tặng một bài hát em mới tự sáng tác. Lỡ mà em có hát có rớt thì cũng vớt vát được chút đỉnh tình cảm quý vị dành cho em nhé. Dạ. À, dạ. Cái màn của chị. À. Quang ơi. Quang ơi. Ơi. Quang ơi đang bay mưa ngâu có cầu. Vậy mẹ bị liệu con biết không? Mẹ lo mẹ tạm của mà mẹ không có chịu nấu cơm cho con ăn. Nhưng mà con ơi, giờ không có ăn uống gì nữa, giờ con lớn con tự lo đi. Còn mẹ là mẹ phải thi, mẹ phải thi thi, mẹ phải lo sự nghiệp thi của mẹ. Mẹ không có nấu được. Dạ, Thúy Nhã đã vượt qua 2 phút của mình à. Cảm ơn hai mẹ con. Dạ, em mời phần nhận xét đến từ ban giám khảo ạ. À, con ơi, dạ. Cái này có phải là cái sinh hoạt hàng ngày của hai mẹ con ở nhà luôn không? Dạ đúng. Hèn chi, giờ biết ốm nhom mà đâu có ăn. Đâu có ăn uống gì đâu, đó vậy thôi đó. Dạ, nói vui vậy thôi, chứ thực sự cái màu này thì em nghĩ cái người mà đưa ra nhận xét mà công tâm nhất là chị Kiều Anh. Trời ơi, trời ơi. Phần nào ra phần đó. Nhưng mà nếu mà đã nói màu của Kiều Anh mà để Kiều Anh nhận xét thì nó không có fair, nó không công bằng. Phải để cho ông anh tôi, một cái người anh mà tôi này. Thôi được rồi, giao nhiệm vụ đó thì tôi nói thôi. Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm có được những cái tiết mục giống như hai mẹ con này, tôi thấy nó cũng là một cái gì đó, nó mình nói mới thì nó không mới, nhưng mà nó lạ. Đó, ăn tiền là chỗ lạ. À, nó lạ. Dạ, em cảm ơn phần nhận xét đến từ ban giám khảo ạ. Chúc mừng hai mẹ con, chờ kết quả nha. Dạ, xin mời ạ. Phần thi của Quốc Việt và Phương Trinh, 2 phút bắt đầu. Các bạn diễn viên ơi, hôm nay cô sẽ trả bài tưởng tượng nha. Dạ thưa cô, em trả bài. Mời em. Dạ. Em giới thiệu về tiểu phẩm của mình đi. Dạ, tiểu phẩm em mang tên Vô Thường. À, diễn nén đi chụp hình nè. Trời đất ơi, tao chụp hình đó thì tao đứng đó tao ngồi luôn đi. Rồi qua đây ngồi chi cho mắt không vậy. Rồi diễn tiếp đi em. Dạ xong rồi cô. Ủa em diễn gì vậy? Dạ, tiểu phẩm con mang tên Vô Thường á, là sống nay, chết mai. Ây chà. Thôi vậy nghĩ ra nữa trời. Thôi thôi thôi, em đi về chỗ đi. Kêu bạn khác lên đây cho cô nha. Dạ có, dạ em. Hay chà, sao bạn này giống bạn hồi nãy quá vậy? Dạ lớp có mình em à.
Rồi rồi rồi, lên trả nhưng mà đừng có vô thường giùm cô cái nha. Dạ. Rồi. Tiểu phẩm em mang tên Vì Sao Đưa Anh Tới. Bắt đầu. Ủa em làm gì vậy? Dạ, ru em con ngủ. Ủa em con mấy tháng? Dạ 3 tháng. 3 tháng gì vậy sọc vậy? Ở cào cô, giống còn. Bỏ em vô cái nôi đồ. Dạ cái giỏng. À, rớt cái gì vậy con? Rớt em con rồi. Trời ơi, rớt em con, bưng em con bỏ lại trong giỏng đi con. Dạ. Trời ơi, em giống như đồ chơi ha, bóc bỏ vô cái một à. Ủa rồi đang trong em sao ngủ vậy con? Người anh có trách nhiệm nè. Gì vậy? Gì vậy? Dạ sao mà cô? À, cô biết rồi. Con đang trong em, cái mẹ em bé tới bắt em bé đi đúng không? Dạ không. Vậy thì bắt cóc. Bắt cóc tới bắt em con đi. Dạ không. Chứ sao con? Dạ, em con đang ru em con ngủ cái tự nhiên á, có bà mụ. Bà mụ bắt em con về trời rồi cô ơi. Bắt em con về trời rồi cô. Hay chà. Diễn hai mà như một đi trời. Thôi, thật sự nha, không có một bà mụ nào tới đây bắt em con đi hết á. Thật sự là bà cô nè, bà cô là người bắt em đi nè. Cô anh nha, bà xí mà. Dạ, em xin mời nhận xét đến từ ban giám khảo ạ. Lối diễn hài của các bạn rất là thông minh và nó rất là trẻ trung, xem nó bị cuốn lắm. Tại vì các bạn không có để hở một cái nhịp nào để cho khán giả cảm thấy là bị khựng lại hết trơn á. Nhưng mà cái kịch bản ở cái vòng này á, cảm giác nó chưa có đã lắm. Cảm ơn phần nhận xét đến từ ban giám khảo. Chúc mừng hai bạn nha. Giờ mình vào trong đợi kết quả nhé. Quý vị thân mến, và đây là phần vượt qua thử thách của bạn Bảo Cường với sự trợ diễn của bạn Ngọc Hân. 2 phút bắt đầu. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, trời ơi. Ăn mày mà cũng ấy nữa là sao vậy? Ông Tổ ăn mày, ông Tổ độ cho con là ở ngày hôm nay con gặp được cái người nào giàu giàu cho con xin cho có tiền coi. Khổ quá à. Chị ơi. Ăn em đi. Rồi chưa nói nữa kêu im mà. Chị ơi, chị cho tôi xin hết tiền đi, tôi khổ quá. Tôi đã nói với anh rồi, vấn đề tiền bạc không quan trọng. Trời hay quá, không quan trọng gì, cho em xin ít tiền đi. Mà xin nhiều càng tốt. Được. Dạ dạ. Nếu anh thích thì tôi sẽ chịu. Trời ơi hay quá chị ơi. Nhưng muốn lấy tiền của tôi, anh sao phải chị? Làm theo ý tôi. Trời ơi, làm cái gì cũng được hết trơn á. Đến gặp tôi. Em gặp chị nè. Quỳ xuống. Quỳ xuống nè chị. Vừa quỳ vừa lết. Vừa quỳ vừa lết. À không, tôi không thích nữa. Ừ, sao chị? Anh còn nhớ cái áo đó không? Cái áo... Xé đi! Xé! Xé đi chị! Chưa hết! Anh còn phải trồng cây chuối cho tôi! Trồng cây chuối không sao nghề của em chị ơi! Trời, khoan! Trồng cây chuối... Trồng cây chuối bằng cùi chỏ! Trồng... Trời ơi, ăn mài mà bộ xiết thú sao mà trồng bằng cùi chỏ hết trời! Thôi kệ đi, có tiền là được! Sao? Có làm được không? Im lặng vậy? Tôi trời... mệt quá! Chia tay đi! Trời ơi chị ơi! Dẹp đi! Chị! Chị, em quên chị nói em chị em nói chị nghe nè. Chị nói đây này. Em ăn mày, chị cho tiền em thì chị cũng phải là thương em chứ, em cũng có cái toy của em chứ chị. Chị nghĩ sao mà chị hả? Chị cho tiền em mà chị kêu em xé áo, chị kêu em trồng cây chuối, em khổ của em đâu có phải là siết thú đâu. Chị hiểu không? Tôi nói chuyện với người yêu tôi mà. Ủa? Vô duyên. Ủa? Chị. Trời ơi. Quý vị thân mến, Bảo Cường đã vượt qua 2 phút thử thách của mình ạ. Dạ em xin mời nhận xét đến từ ban giám khảo ạ. Đầu tiên á là thực sự một cái tạo hình rất là đẹp. Chị rất là thích tạo hình, dù cho là ăn mài hay sao thì vẫn phải đẹp trong nhân vật. Nó đẹp cái tự nhiên mình có cảm tình, mà có cảm tình thì nó sẽ dễ giống như là dành những cái tiếng cười. Tới dòng này chị với Phát, hai chị em chắc đây. Hai chị em hai cái lưỡi chắc đây. Em đặt ngôi sao hy vọng rồi. Chắc đây. Vậy thì bây giờ em hả? Sự hy vọng của em bao nhiêu phần trăm? Còn chị lại đá qua em. Không, rồi. Mình phải tương tác em mà. Dạ, bạn giống như chị Oanh nhận xét thì bạn rất là chỉnh chu, đầu tư cho nhân vật. Nhưng mà cái kịch bản của mình nó đang bị giao đãi nhiều. Chứ còn về tổng thể, cái lực diễn của các bạn rất là tốt. Và anh tin chắc là em sẽ đi được một cái đoạn đường rất là xa trong nghề. Chúc mừng. Dạ. Cảm ơn phần chia sẻ đến từ ban giám khảo. Quý vị thân mến, hãy cùng gặp lại các thí sinh ở vòng 2 của chương trình Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm ạ. Đây là bạn Bảo Cường, Thúy Dạ, Phương Trinh và Quốc Việt ạ.
Dạ rồi, bây giờ mình sẽ chấm điểm chọn thí sinh ha. Đầu tiên là bạn Bảo Cường. Yeah. Nhìn Cường thì anh thấy anh của những năm về trước cũng xuất phát điểm từ những cái sân khấu của game show như thế này. Anh thấy em rất là tâm huyết, chỉnh chu. Và những điều này thì không có cái lý do gì mà anh không ủng hộ hết. Cố lên. Yeah. Yeah. Xin chúc mừng Bảo Cường, bạn đã vào vòng 3 của chương trình nha. Dạ, mời chị Thúy Nhã cùng con gái của mình cũng sẽ dành một cái trái tim đặc biệt cho hai mẹ con. Con xin phép chú. Tôi xin phép bỏ phiếu trắng. Dạ, mời Phương Trinh và Quốc Việt chúng ta bước lên phía trên ạ. Tôi thấy hai bạn rất là ăn ý với nhau. Tôi muốn hai bạn có một cái mới trong vòng trong, cho nên tôi cho bạn cơ hội đó và tôi chấp nhận bạn. Một tim đầu tiên ạ. Những vòng trước thì rõ ràng là em có những bước đi rất là vững chắc, nhưng mà cái vòng này em lại chọn một cái sự vô thường. Thì chị hy vọng là cái sự vô thường này nó sẽ giúp em vô vòng trong. Dạ, yeah, cảm ơn chị Kiều Anh ạ. Võ Tấn Phát. Các bạn diễn viên trẻ có rất nhiều môi trường, rất nhiều nền tảng để các bạn có thể thoải mái sáng tạo và làm những cái công việc mà mình yêu thích. Nhưng tại sao các bạn lại quyết định lựa chọn đến với sân chơi Tuyệt Kỹ Tiêu Lâm? Đó là một cái điểm cộng rất là lớn. Tại vì các bạn đang nghiêm túc với nghề và đang muốn định hướng mình theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Và những cái thử thách như thế này nó giúp cho các bạn va chạm và có kinh nghiệm nhiều hơn. Rất là hoan nghênh tinh thần này và chắc chắn rồi. Dạ, yeah, ủng hộ các bạn rất nhiều. Dạ, yeah, cảm ơn Võ Tấn Phát. Dạ, yeah. Mình tạm biệt chị Thúy Nhã, nhưng mà rất cảm ơn chị vì đến với chương trình bằng sự nỗ lực của chị. Cảm ơn hai mẹ con rất nhiều nha. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta bước vào vòng 3 của Tuyệt Kỹ Tiêu Lâm. Luật thi vòng 3. Tại vòng này, các bạn sẽ trải qua hai phần thi. Phần thi đơn, mỗi bạn có 2 phút 30 giây để thể hiện tài năng của mình. Tại phần thi kết hợp, hai bạn sẽ kết hợp với nhau diễn chung một tiểu phẩm. Với đề tài và đạo cụ do ban tổ chức chuẩn bị sẵn, các bạn có 2 phút 30 giây. Vòng này, tiệm vàng sẽ xuất hiện. Mỗi tiệm vàng tương ứng là 5 điểm và trị giá 1 triệu đồng. Thí sinh có quyền dùng tiền thắng từ 2 vòng trước để mua tiệm vàng hoặc không mua. Khi mua thì số tiền sẽ bị trừ đi. Lưu ý, dù thí sinh có dùng tiền thưởng hay không, thì số tiền thưởng ở 2 vòng trước lúc này cũng về không. Thí sinh có nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng 10 triệu đồng, người thua sẽ giành 3 triệu đồng. Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với vòng 3 của Tuyệt Kỹ Tiêu Lâm. Và bây giờ là phần vượt qua thử thách của bạn Phương Trinh và bạn Quốc Việt. 2 phút 30 giây dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào mừng mọi người đã đến với buổi casting phim Gánh Nặng Cuộc Thi. Và bây giờ, tiếp theo, xin mời thí sinh mang mã số 04. Dạ, em chào anh. Chào em giới thiệu tên của mình đi. Dạ, em tên là Thi, họ Từ. Từ Thi, con gái mà tên Từ Thi là dễ thương lắm nha. Giới thiệu đầy đủ hơn được không? Dạ, họ tên đầy đủ của em á là từ quận Bình Thạnh đi qua quận 5, đi qua 6 cái vùng binh, quẹo bên tay trái, quẹo bên tay phải là đến với cuộc thi. Em ơi, cái tên của em ha, mà đi làm căn cước công dân á, tao nói từ mặt trước mà sang mặt sau, nhiều khi còn không có chỗ gắn chip đó. Có tài năng gì không? Dạ, em biết hát tiếng Anh đó anh. Wow, diễn viên mà biết hát tiếng Anh là giỏi lắm nha. Đâu, hát thử anh nghe bài nha. 2, 3, vô. I'm ba sẵn cu y bi mê đi. Dê yut sĩ ca nê sê ca ni ta. Mê đê chê chú ni ta. Kì gà gạc sẵn cu nằm bi ta. Chú nà sạ kê. Nó tăng 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 tăng. U nè mô chê. Nó đùng 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 đùng. Em đang diễn sao ngủ. Sawadika, sawadika, kabunka, kabunka. Dạ hết rồi anh. Ủa? Em nói em hát tiếng Anh mà sao anh nghe không hiểu gì trơn vậy? Dạ em hát tiếng ông anh em á anh. Là sao? Là ông anh em hát sao em hát vậy à. Nhưng mà bài hát em có câu chuyện đàng hoàng nha anh. Chuyện gì? Dạ là cái câu chuyện là có một cô bé đi trong rừng. Cô bé đi lon ton lon ton lon ton. Cô bé phát hiện ra một dòng suối. Cô bé xuống ngồi xuống. Cô bé gời đầu là gời đầu. Gời cái đầu chưa lè. Cô bé ngửa mặt ngửa mặt ngửa mặt. Rồi cô bé chưa, cái đầu cô bé chưa kịp khô. Cô bé vội vãng đi. Cô bé phát hiện. Trời ơi, trời ơi đúng không? Dạ không, người Thái Lan. Cô bé lại giao tiếp với người Thái Lan. Sao ạ đi xa. Cô bé giao đãi. Người Thái Lan tặng cho
cho cô bé chiếc khăn màu đỏ, cô bé Hoàng vô, từ đó có cô bé Hoàng khăn đỏ. Trời ơi, còn tiếng đùng đùng là gì? Dạ, tiếng đùng đùng là bị bệnh tim á. Em bị bệnh tim nên em hồi hộp, em xỉu. Diễn viên như là cố tố chất lắm nha. Dạ. À, bên anh cần một người to cao giảm dở. Nhìn em ốm yếu gì chắc không được rồi. Ice. Đủ mạnh chưa anh? Mạnh. Trời ơi em ơi, sao có gì em cũng biết làm hết trơn vậy? Ngày mai đến quay liền cho anh. Dạ, mà ngày mai quay á, em có cần chuẩn bị cái gì không anh? Chuẩn bị sức khỏe cho anh là được. Dạ dạ dạ, em cảm ơn anh. À, mà khoan anh ơi, à, cái vai của em là vai gì vậy anh? Vai Kiên Hồng. Kiên Hồng. Hợp tác vui vẻ. Phương Trinh và Quốc Việt đã hoàn thành xong thử thách của mình. Những cái mảng miếng thì đang đổ dồn về phía bạn nữ quá. Giá như các bạn cân chỉnh cái kịch bản làm sao nó dàn trải để hai bên nó đối trọng với nhau chút xíu. Bạn này quăng bạn kia chụp, bạn này quăng bạn kia chụp thì nó sẽ có nhiều cái coi hơn. Nhưng mà vẫn rất tốt nha, chúc mừng hai bạn. Vào trong đợi kết quả nha. Quý vị thân mến, và đây là phần vượt qua thử thách của bạn Bảo Cường. 2 phút 30 giây bắt đầu. Bạn diễn kịch trông trời ơi, khỏe không? Khỏe không? Khỏe, khỏe. Hồi đó nè, hay diễn kịch mẹ con chung nè, nhớ không? Ê, giờ mình diễn lại đi. Ừ, diễn lại đi nha. Rồi, 2, 3. Tại sao? Tại sao? Tại sao mẹ nói mà con không nghe? Mẹ! Mẹ thường bao con thằng gái đục trong. Mẹ ơi! Nánh đi! Thật dở, đừng có hát con ơi. Tại sao con lại giấu mẹ? Con đi thi chương trình Tuyệt Kỹ Tiểu Lâm vậy con? Tại con đáp mê mà mẹ. Con đam mê cái gì mà con diễn dở mà con đam mê? Trời ơi, con diễn rất là nhạt. Mẹ lên diễn nè là chú Trung Dân, cô Kiều Anh là cười răng răng. Con cười sao mẹ? Cười mình đi thi cái khác. Chào mừng quý ban giám khảo và khán giả đã đến với chương trình Bản Sao Người Nổi Tiếng. Đây là hiếp sinh đầu tiên. Ê, tao có chừng 100 triệu ha. Tao làm chuyện có ích cho đời, tao mua một cái lồng chim đẹp, thiệt là đẹp. Tao tô son chát phấn, tao thủy cục mồi, tao dụ mẹ chồng đóng cửa lồng lại, ghim ổ khóa lại, nuốt luôn ổ khóa, thở thẳng ra biển, phóng sanh. Con diễn ai vậy? Em giả chú Trung Dân. À, nhưng mà không có giống lắm. Cái gì? Quý vị thân mến, và bạn Bảo Cường đã vượt qua thử thách 2 phút 30 giây. Phải nói là em có nghiên cứu về anh Trung Dân rất nhiều. Ít ai mà làm giống tôi vậy, tôi cưng lắm. Mà tôi cưng là tôi đưa tim liền, tôi không nói tiếng nào đâu. Nhưng mà tại vì mình còn nữa, còn cái phần gọi là thử thách ứng diễn dành cho cả hai bạn nữa. Nên ngay bây giờ xin mời mọi người cùng đón chờ thử thách ứng diễn. Quý vị thân mến, Quốc Việt sẽ là người ứng diễn với Bảo Cường. Hai bạn có một cái thành tích mà muốn khoe với tất cả mọi người. Họ sẽ khoe như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi thử thách ứng diễn. Xin mời. Ông Bảy. Anh Tám. Trời ơi, mới lên. Mới lên trời ha. Trời ơi, thành phố nó thơm quá. Ơi, mà dạo này gia đình sao rồi? Gia đình tôi nói chung là khỏe re à. Vợ con là đầm ấm mà gia đình là hạnh phúc vô là cùng luôn à. Trời ơi, hồi đó nghe, tôi thấy ông sợ vợ lắm, giờ còn sợ không? Trời ơi, sợ vợ gì nói gì là không được. Cái đó là mình tôn sùng vợ mình lên, hiểu không? Vợ mình là số 1 mà. Trời ơi, tôi nói ông nghe, tôi nhớ có cái đợt á mà tôi nhậu xỉn về, chữ quá trời chữ luôn. Hàng xóm xung quanh nói bu nhau, nói vợ ông quậy, tưởng đâu tôi nhậu mà bả quậy không à. Trời ơi. Ông mà sao bằng tôi. Đây nè, tôi ở đây đó ha, là bà vợ tôi á kêu tôi giặt đồ là tôi phải giặt. Trời ơi. Rửa chén là tôi phải rửa. Bả kêu tôi quét nhà là tôi phải quét. Nhiều lúc ha, đi chơi là phải tin bả, hẹn bả mấy giờ về là phải có mặt đúng mấy giờ đó nha. Không thôi là bà đóng cửa, bà không có cho vô nhà luôn đó ông. Trời ơi, cái đó là cái chuyện bình thường, có cái gì đâu. Có cái đợt kia kìa mà tôi mà đi chơi, tôi không được vô cái xã tôi luôn đó, chứ đừng nói vô nhà. Dữ vậy đó sao? Ờ. Trời ơi, ông sao bằng tôi. Đợt á, tôi phải canh nè, tôi canh bà la tôi một tiếng là tôi ghén liền.
Bả nhiều lúc bả ha, bả đang ngủ trên giường là tôi phải thức canh cho bả sáng đêm, nhiều lúc con muỗi nó bay quá tôi phải phủi nè, phủi nhẹ 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 sợ muỗi chích bả. Bả thức, bả thức giấc là sao? Hay đó quá, nhưng mà không bằng tôi. Bả là và tôi tôn sùng bả đến nỗi mà bây giờ bả ngủ một cái tôi văng 8 cái mùng, tôi gắn 80 cái camera nè, là tia hồng ngoại tôi chẻ 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 gì nè, tôi canh đến nỗi con muỗi đực hay con muỗi cái nó cắn bả để tôi biết, tôi dẫn bả đi tiêm vắc xin đó bà nội. Trời ơi anh ơi, sao có chuyện sợ vợ mà lúc nào anh cũng tranh cãi với tôi không vậy? Không có tranh cãi mà tại vì vợ tôi là nhất. Vợ tôi cũng nhất chứ bộ. Nhưng mà vợ tôi nhất hơn ông. Trời ơi, thấy bà nhà tôi vậy thôi chứ bà giỏi lắm đó nha. Trời ơi bà giỏi gì mà sao bà giỏi gần vợ tôi? Vợ tôi mới là số 1. Vợ ông là số 1 và vợ tôi cũng là số 1. Trời ơi, vợ ông số 1, vợ tôi đặc biệt luôn. Giải đặc biệt. Trời ơi. Và đó là Bảo Cường và Quốc Việt ạ. Trước khi mình đến với phần chấm điểm của ban giám khảo thì ở đây mình có những quả tim vàng, không biết là mấy bạn có muốn đổi tim không? Dạ không. Thế còn Quốc Việt với lại Phương Trinh? Dạ không, em cũng tự tin luôn. Và phần quyết định thuộc về ban giám khảo. Để tay ha, ba tay ha, rồi để lên. Phương Trinh và Quốc Việt. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Trời ơi, chúng tôi đã truyền hết nội công nhưng mà nó không đủ sức để chuông reo. Thế còn Bảo Cường ạ? 1 2 3 Tiếp như ơi. 4 5 Em định số mấy? 5 là hết. Dạ, như vậy là bạn Bảo Cường được giải nhất tuần với số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Bạn Phương Trinh và Quốc Việt, hai bạn đã cố gắng rất nhiều, thiếu may mắn chút xíu thôi, các bạn được 3 triệu đồng. Và xin mời ban giám khảo lên trao thưởng ạ. Chị trao em. Rồi, chúc mừng các bạn. Quốc Việt với Phương Trinh, hai em cảm thấy như thế nào? Dạ, tụi em thấy rất là vui vì đây là lần đầu tiên mà tụi em được đứng trên sân khấu mà bung hết mình như vậy. Dạ. Thế còn Bảo Cường? Dạ, em thấy rất là vui và cảm động mà. Bởi vì con rất là nhiệt huyết với cái nghề của con. Mà đó giờ con cũng cố gắng rất là nhiều nhưng mà lúc nào con thi cũng là rớt. Hôm nay con lên đây và con đạt được giải thì con rất là vui và con rất là yêu nghề và con hứa sẽ theo đến cuối cùng. Hứa vậy ha. Rồi, đây nè, hứa là có khán giả ở đây, khán giả ngồi tại hiện trường và khán giả đang xem chương trình. Tình yêu của mình dành cho cái nghề thì ai cũng đã nhìn thấy. Nhưng cái sự nhiệt quyết nó còn ở trong trái tim của con thì con sẽ thành công hơn nữa. Cảm ơn con. Con xin cảm ơn chú Trung Dân, chị Kiều Oanh, bạn Võ Tấn Phát cùng tất cả các thí sinh đã đến với chương trình. Quý vị thân mến, chương trình Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào ngày hôm sau vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Tuần sau, những gương mặt nào sẽ xuất hiện tại sân khấu Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm? Phần trình diễn nào sẽ gây cười và chinh phục các vị giám khảo? Tất cả sẽ là những ẩn số đầy thú vị. Sợ vợ? Này, tôi nói bạn nghe, vợ không là vấn đề gì hết. Cứ chơi đi, không phải sợ. Cùng chị đến thánh đường đó nào. Đứng đi! Anh Sáng ơi! Thôi cả, đã bắt đầu tốt đầu tiên nhau rồi đã. Anh ơi, khoan, Tiếu Lâm, là em là người giàu nè, mà thường thường á em rảnh rỗi không có gì làm á thì em đi nhảy đầm. Em đi nhảy đầm, còn anh làm gì vậy? Anh nhảy cầu. Làm gì mà em chạy dột vậy? Anh bắt tôm bắt cá kiếm thêm mưu sinh em ơi. Chúng ta sẽ cùng đón xem chương trình Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.